Ngày 12 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Trà Ôn, Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Bé Hai, 41 tuổi, Nguyễn Thị Suối, 52 tuổi và Trần Quốc Thế, 34 tuổi, cùng ngụ xã Thiện Mỹ để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Trước đó ngày 5 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra có tiếp nhận nội dung trình báo của ông HVL, 52 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh về việc nghi ngờ vườn bưởi tại huyện Trà Ôn bị thương lái phá hoại. Qua xác minh, cuối năm 2023, ông L ký hợp đồng bán bưởi với Nguyễn Bé Hai, sẽ tiến hành cắt bưởi từ ngày 1 tháng 12 năm 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024. Sau khi ký hợp đồng thỏa thuận giá, từ ngày 5 tháng 12 năm 2023, Bé Hai cùng nhân công đến thu hoạch vườn bưởi của ông L. Bé Hai khai nhận, khi thu hoạch bưởi phát hiện có nhiều trái xấu, sợ lỗ vốn nên đối tượng kêu nhân công dìm số trái xấu xuống ao để không phải trả tiền. Chỉ đạo của Bé Hai được một số nhân công đồng ý và thực hiện nhiều lần trong nhiều ngày. Kết luận định giá tài sản, 1,6 tấn bưởi bị nhấn chìm xuống đáy ao có giá trị hơn 31 triệu đồng. Vụ việc tiếp tục cơ quan công an mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.